Đây là mấy cái quy trình lúa của anh em, khá là nhiều quy trình lúa đây. Rồi đây là cái Bionema. Cái Bionema thì đây, dòng này điền gâu cho kết hợp xài trong những cái quy trình tiến trùng anh em, cho chọn phân gãi. Rồi sẵn vô đây mình giới thiệu thêm với anh em mấy cái món bán khá là nhiều của bên điền gâu nè. Đây là cái silic nước thần nè anh em. Silic nước thần thì bữa nay điền gâu có làm mấy chương trình, tại vì nó bị lỗi cho nên điền gâu tặng cho mỗi anh em 5 chai. Thì cái này anh em chịu khó làm pha với nước ấm khoảng 30-40 độ C thì nó tan ra nha. Nó tan ra thì anh em có thể xịt. Thì dòng này nói chung nhập của bên Hàn Quốc về, nhưng mà cuối cùng về đây sẽ nó bị đóng cục anh em ơi. Đây, món này Combibano đó, anh em thấy gì không? Giải pháp tiết kiệm phân bón hóa học tối đa. Đây, Super Humic 79 anh em. Đây là mấy cái quy trình lúa nè. Quy trình lúa à, quy trình lúa. Rồi, đây là mấy cái vô ngồi đóng hàng đi trời, để cái mình quay cái người ta nói mình hàng giả nữa, là lấy ra làm giả rồi quay nè. Đây là cái dòng cô ý nè anh em, cái dòng kẽm bo ma dê cô ý. Cái này nước anh em gót ra là nhìn ghiền luôn, hàng này rất là đặc biệt, đặc biệt lắm. Phun vô là cho bông hoa rất là phê. Combi Italy quá nổi tiếng trong thời gian qua luôn. Rồi này, cái dòng mới này nè, cái dòng mới của Tây Ban Nha, cái dòng rong biển của bên Tây Ban Nha à, rong biển của bên Tây Ban Nha. Cái dòng này thì điền gâu đang định vị ở phân khúc là sẽ cộng chung với việc mầm xịt, khá là bá đạo luôn. Rồi đây là kali lân nước trong. Kali lân nước trong thì quá quen thuộc rồi phải không? À, bo mật ong, Amino Pro Korea của Hàn Quốc, cốc Amor. Cốc Amor thì có thay đổi xíu nha. Rồi quen thuộc không? Dr. Rus, dòng sản phẩm của Israel, vô gạo 5kg. Chicho, héo xanh, Biohum, quá nhiều sản phẩm. Fertigonia, hàng của Pháp anh em, 13, 30, 20. Semia, Semia, kẽm của Ý ha. Đây, thì nói chung thì mấy cái clip bán hàng thì gâu ít khi nào, thì gâu boss luôn anh em. Nhưng mà lâu lâu làm tương tác với mấy anh em cái cho nó vui. Đó. Này ăn thấm này cho lên sóng luôn nè. Thấm là thường nó ngồi trả lời cho anh em đó. Rồi anh em có mua hàng của điền gâu thì Zalo công ty của điền gâu là 0773 888829. Anh em kết bạn qua Zalo ha. Cái này không hết phải không? Coi vấn đề gì thì anh em cứ nhắn tin qua Zalo cho điền gâu. Ok chưa? Rồi bye bye, chào anh em nha.